đại bàng, trước mặt mình đang là chiếc máy PlayStation Classic. Thì đây là cái chiếc máy nó có hình dáng giống như là cái chiếc máy PlayStation 1 mà Sony đã ra mắt cái đây 20 năm. Tuy nhiên thì cái kích thước nó đã được rút gọn lại. Mình sẽ nói sơ về cái chiếc máy này. Thì đây là cái chiếc máy được bán chính hãng tại Việt Nam, và vì vậy cho nên là chúng ta sẽ có cái mã là SCBH1000RA. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có tem bảo hành ở trên đây, cũng như là những cái thông tin nhập khẩu hay gì đó. Thì đây chính là 20 tựa game mà Sony họ đã cài sẵn vào cái chiếc máy này, và chúng ta chỉ cần bật lên và chơi thôi. Thì đây là cái chiếc máy PlayStation Classic. Thì như các bạn có thể thấy thì cái ngoại hình của nó gần như là giống hoàn toàn với lại cái chiếc máy PlayStation 1 hồi xưa. Thì ở đây chúng ta cũng có một cái khay để mà để cái đĩa vào, và nó sẽ mở ra giống như là cái dạng con sò vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái, một cái nút nguồn khá là lớn ở bên trái và một cái nút để mở đĩa ở bên phải. Thì hồi xưa chúng ta nhấn vào cái nút này để cái ổ đĩa này nó mở lên, còn bây giờ thì ở đây chỉ là mang tính chất trang trí và làm cho giống thôi, chứ nó không có thế nào mà mở lên được. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút reset, thì cái nút này nó sẽ cho phép chúng ta thoát ra khỏi cái màn hình lựa chọn game để mà lựa chọn những cái tựa game khác nhau. Ở đây chúng ta cũng có một cái khe để mà chúng ta cắm hai cái tay bấm vào, tuy nhiên thì nó không sử dụng cái cổng kết nối cái tay bấm giống như hồi xưa nữa, mà ở đây cái tay bấm sẽ được kết nối vào chiếc máy này thông qua cổng USB-A. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khe để mà cắm thẻ nhớ. Tuy nhiên thì cái thẻ nhớ này nó chỉ mang tính chất tượng trưng thôi, chứ không có cắm được, mà những cái file sao nó sẽ tự lưu vào trong cái bộ nhớ trong của máy luôn. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái cổng HDMI để kết nối với lại cái màn hình ở bên ngoài, cũng như là một cái cổng micro USB. Thì thông qua cái cổng micro USB này, chúng ta chỉ cần cấp một cái nguồn 5V và ampere là chúng ta đã có thể cho cái chiếc máy này nó hoạt động được rồi. Thì đây là cái tay bấm của máy. Gần như là cái kích thước và cái thiết kế của cái tay bấm này nó hoàn toàn giống với lại cái tay bấm cũ. Nó cho cái cảm giác cầm nắm cũng khá là lớn, đặc biệt là đối với người trưởng thành như mình, chứ nó không có giống như một số hãng khác, giống như là cái chiếc máy mini SNES của Nintendo thì họ làm cái tay bấm nó khá là nhỏ và chúng ta bấm khá là khó khăn. Còn cái tay bấm này thì Sony họ sử dụng cái kích thước tay bấm giống hoàn toàn với lại cái phiên bản đầu tiên luôn. Ở đây chúng ta cũng có những cái nút bấm X, O, Z và là U, Select rồi Style, những cái phím điều hướng. Ở đây thì có thêm những cái nút R1, R2 ở hai cái cạnh trên giống như là những cái tay bấm đời đầu. Bây giờ mình sẽ mở lên cho bạn xem nó như thế nào. Khi vào tới bên trong rồi thì chúng ta sẽ có những cái tựa game được cài đặt sẵn trong máy. Sony họ không cho phép chúng ta cài đặt thêm game bên ngoài vào, mà chỉ chơi 20 tựa game cài sẵn ở trong máy thôi. Nó cũng có khá là nhiều những cái tựa game mà vốn dĩ hồi xưa khá là quen thuộc với chúng ta, như là Final Fantasy, Metal Gear Solid, tựa game đua xe bắn súng Twisted Metal, cũng như là một số tựa game khác song đấu, rồi có cả Resident Evil luôn. Và tới đây là những cái thông tin sơ bộ mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái chiếc máy PlayStation Classic này. Những cái thông tin chi tiết hơn thì anh em có thể là tham khảo thêm trong bài viết của mình. Còn bây giờ thì mình là Đại Minh Đức, Tinh Tế.vn. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.